tóc phẩm, càng ăn uống càng trẻ da. Bạn đã từng nghe đến việc ăn uống đúng loại thực phẩm, đúng cách sẽ giúp giữ gìn sắc đẹp dài lâu chưa? Điều đó là hoàn toàn đúng. Chia sẻ trên fanpage. Fanpage chia sẻ bài viết này trên Facebook, chia sẻ bài viết này trên Di Cộng. Chế độ ăn uống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình hàng ngày của bạn, cũng như có vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa của cơ thể bạn, tiến sĩ Osil Azainer cho biết. Theo tiến sĩ Dai Chener, cách tiếp cận thông minh là xây dựng một chế độ ăn với những thành phần tốt cho làn da và mái tóc như giàu dinh dưỡng, chất khoáng, axit béo, kết hợp với các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại của môi trường. Và sau đây là top 10 loại thực phẩm có thể giúp bạn càng ăn nhiều, càng trẻ da. Cà phê. Uống cà phê mỗi sáng không chỉ giúp bạn có thêm năng lượng khởi đầu ngày mới mà còn bổ sung các hợp chất bioactive để bảo vệ làn da khỏi các tế bào hắc tố, là dạng ung thư phổ biến thứ 5 tại Mỹ. Theo một báo cáo gần đây được đăng trên tạp chí chuyên ngành của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, những người uống 4 tách mỗi ngày trong 10 năm giảm được 20% nguy cơ phát triển tế bào hắc tố so với những người không uống cà phê. Dưa hấu. Loại trái cây mùa hè này chứa đầy chất lycopene. Loại chất chống oxy hóa giúp dưa hấu và cà chua có màu đỏ sẽ giúp bảo vệ da trước những tác hại của tia UV. Giáo sư dinh dưỡng cơ Iasman, người sáng lập Zat Zang Wet Nutritionalcom cho hay, các nhà nghiên cứu tin rằng dưa hấu chứa chất phytochem-XL nhiều hơn 40% so với cà chua sống, tương đương với chỉ số SPF 30. Do đó, hãy ăn dưa hấu để tăng cường, chứ không phải thay thế liều lượng kem chống nắng hàng ngày của bạn. Liệu hạt trái cây tuyệt vời này chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim và khô da bằng cách trung hòa các gốc tự do tàn phá da. Một nghiên cứu của tạp chí Dinh dưỡng Mỹ nhận thấy nồng độ vitamin C liều cao sẽ giúp giảm đáng kể hiện tượng khô và nếp nhăn ở phụ nữ trung niên. Ngoài ra, liệu còn chứa anoxanin, giúp tăng cường sản sinh collagen, khiến da săn chắc, và axit ellagic, hóa chất tự nhiên có thể giảm tình trạng thâm nám bị gây ra bởi ánh nắng mặt trời. Việt quất. Hãy tăng cường sự bóng khỏe của làn da bằng loại quả nhỏ xíu này. Việt quất cung cấp dồi dào vitamin C và E2, chất chống oxy hóa có tác dụng rõ rệt trong việc giúp làm sáng da, mịn màng hơn và chống lại các gốc tự do hiệu quả. Đồng thời, quả việt quất còn có azubertin, một tác nhân làm sáng da tự nhiên, tiến sĩ Dai Chener cho hay. Tôm hùm. Loài động vật giáp xác này chứa nhiều kẽm, do đó có khả năng giúp chống thâm nám và mụn tuyệt vời, thúc đẩy tái tạo da. Kẽm là chất thúc đẩy sự tái tạo của các tế bào da. Đó là lý do vì sao kẽm thường có mặt trong nhiều đơn thuốc chữa mụn. Giáo sư chuyên về da liễu Whitney Bow của trường dược Icahn ở Mount Sinai cho hay. Rau cải xoăn. Trong danh sách dài dằng dặc các loại vitamin mà loại lá xanh này chứa thì vitamin K chiếm lượng lớn nhất. Vitamin K thúc đẩy máu tuần hoàn, giúp da tránh được tình trạng trông nhợt nhạt. Để tối đa hóa được lợi ích từ loại rau này, bạn hãy ăn chúng ở thể nấu chín, thay vì ăn sống. Trứng. Móng con người được hình thành từ protein, do đó, nếu cơ thể thiếu chất thì chúng sẽ rất dễ gãy. Trứng là một nguồn rất giàu biotin, một vitamin nhóm B có thể thúc đẩy các chất acid amino, nền tảng tạo nên protein. Giáo SV Kep Frank Lipman, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe 11 ở New York, Mỹ cho hay. Acid béo omega 3 thường tìm thấy trong những loại dầu tự nhiên giúp tóc dưỡng ẩm và vitamin E giúp khắc phục những phần tóc trên da bị tổn thương, là hai chìa khóa bí mật mang lại làn da bóng khỏe và tóc móng chắc khỏe. Nên biết rằng hạt óc chó có cả hai chất này với hàm lượng cực cao. Tất cả những gì bạn cần là mùng 1 tháng 4 cốc hạt óc chó trên ngày. Ngoài ra, trong hạt óc chó còn chứa đồng, làm chậm quá trình bạc tóc. Quả bơ. Thêm một lý do để bạn thêm yêu mến loại quả này, đó là quả bơ cực giàu axit oleic, một axit béo omega 9 giúp da duy trì độ ẩm ở tầng bề mặt, khiến cho da luôn mềm mại, căng mịn, tiến sĩ Bow cho hay. Dưa lưới. Loại dưa ngọt này chứa chất beta carotin, được cho rằng có thể hỗ trợ sự phát triển tế bào ở da đầu và phần mỡ của bề mặt da. Loại dưa này có thể giúp người ăn chống lại các đốm mụn và vết nứt gãy trên da.